Xin chào và cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh của Store Thiết Bị và mình là Phát. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng máy của thương hiệu Dewar. Thì cũng rất là lâu rồi mình cũng không có review một cái dòng máy nào của thương hiệu Dewar hết. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái dòng máy này. Thì đây là một cái dòng máy trà nhám rung của thương hiệu Dewar mà nó cũng đã về hàng khá là lâu rồi mà ngày hôm nay mình mới có cơ hội mình giới thiệu tới anh em. Thì đây là cái vỏ hộp ở bên ngoài. Thì bên trong thì nó có bất cứ thứ gì thì mình cũng lấy ra hết rồi. Thì nó chỉ cũng bao gồm cho anh em là những cái vật ở trên bàn đây thôi. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu trước cho anh em về cái phần bao bì đựng ở bên ngoài. Và cũng như cái mã. Mã của cái máy sẽ là DCW210N. Có mã có N đằng sau là mã body nha anh em. Chưa bao gồm pin sạc. Và sử dụng động cơ là động cơ rootless motor. Động cơ của nó là động cơ không chổi than nha anh em. Và đây là những cái thông số kỹ thuật. Một cái điều đặc biệt lưu ý về cái dòng máy trà nhám rung này là được sản xuất tại Mexico nha anh em, Made in Mexico. Và đa phần là những cái dòng máy mà được phân phối ở thị trường Việt Nam, đa phần họ đều sản xuất là sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng mà riêng về cái dòng máy trà nhám này, về riêng cái mã này là của Mexico. Rồi, thì cái đường kính của cái bàn trà nhám của nó sẽ là 125mm. Và tốc độ không tải của nó là từ 8.000 cho đến 12.000 vòng trên 1 phút nha anh em. Thì cái máy này anh em có thể chỉnh được đến 7 cấp độ luôn nha anh em. Đó, thì cái này là thông tin mình muốn gửi tới anh em. Và cũng như là cái chu kỳ mà nó quay á, là sẽ là 0,6mm. 0,6mm là những cái, và cái chu kỳ của nó quay nha anh em. Về cái vừa quay mà vừa rung nữa. Đó, là cái chu kỳ của nó. Airlock. Airlock có nghĩa là khóa không khí, là có nghĩa là nó sẽ... Cái máy này nó sẽ hạn chế tối đa về cái phần mà không khí để đi vào trong cái máy, để làm cho khi mà nếu như mà anh em sử dụng những cái máy mà không có tính năng airlock này đó, thì nó sẽ không khí của nó vào sẽ rất là nhiều, và cũng như là nó sẽ ảnh hưởng đến cái mặt mà anh em đang trà, nó sẽ không được mịn. Đó, thì cái dòng này là có khóa airlock nha anh em. Và dòng này là cũng có sử dụng là cái máy hút bụi, anh em có thể gắn vào được luôn, và cũng kèm theo đó sẽ có một cái túi chứa bụi. Sử dụng đế nhám, đế dán nha anh em, đế dán nè, phần này có ký hiệu đế nhám. Đó, đó là những cái thông tin cơ bản về cái máy mà DCW210N này. Đó, những cái thông số ở đây. Và thường thì những cái dòng máy mà trà nhám rung khác á, thì nó sẽ có tặng kèm cho anh em một số cái miếng nhám rung để anh em có thể mua về mà anh em sử dụng luôn. Nhưng mà riêng về cái dòng này thì không có tặng. Dewar thì mình thấy là đó giờ nó ít bao giờ nó tặng một cái gì quà tặng nó cho anh em hết. Thì cái máy này cũng vậy luôn. Và đây là về cái ngoại hình của cái máy. Anh em thấy phần mình rất là thích cái phần mà túi lọc bụi của cái máy này. Anh em thấy cái phần lọc bụi nó làm rất là chi tiết tỉ mỉ, cũng như là cái thương hiệu Dewar nó để trên này rất là đẹp. Và phần khóa của nó anh em thấy nè, mình khóa thử cho anh em. Đó, anh em khóa thì anh em chỉ cần đưa vào trong cái ống này rồi anh em xoay thôi là nó khóa rất là chặt, chặt lắm luôn á. Đó, dòng này thì cái mã của nó, hàng là hàng chính hãng được phân phối tại Việt Nam, nhưng mà cái mã của nó sẽ là, tại vì nó sản xuất tại Mexico á anh em, nên cái dòng ký hiệu của nó sẽ là 20V. Về 20V hay là 18V mình cũng đã giải thích với anh em rồi, nó như nhau, không khác nhau gì hết. Đây, còn ở đây là về những cái thông số họ ghi ở trên này. Đó, sản phẩm thì được bảo hành chính hãng 3 năm trên toàn quốc. Đây là cái tem kích hoạt bảo hành điện tử, cũng như là cái tem của bên nhà nhập khẩu họ dán lên để xác nhận đây là hàng của công ty họ. Đây là cái nút on off, và cũng như là như mình nói hồi nãy, 7 cái chức năng để anh em có thể chỉnh được cái cấp độ của nó, từ 1 cho đến 7, từ 8.000 vòng cho đến 12.000 vòng trên 1 phút. Đây là cái mặt trước của nó đây. Nó có khắc lên hẳn, in nổi luôn nha anh em, một cái logo của thương hiệu Dewar, cũng như là ở dưới này nó có ký hiệu cho anh em là động cơ rootless motor. Đó, về cái thế tay cầm nè, cầm cũng rất là gọn. Thì cái này là không có điện, không có sử dụng điện gì hết, rất là gọn nhẹ cho anh em nào mà sử dụng để anh em chà nhám những cái băng gỗ, hoặc là anh em chà nhám những cái mà bàn ghế mà anh em vừa mới làm xong, anh em chỉ cần chà lại thì không cần phải dướng dây nhợ gì hết. Thì ở đây thì trong cái video này mình sẽ test chay cho anh em. Về mình có một cái cục pin 4A 18V của thương hiệu Dewar luôn. Cục này là cục 4A thôi anh em. Thì nhiều anh em nói là cái dòng 18V với là dòng 20V có sử dụng chung được nhau hay không.
thì qua cái video này mình cũng sẽ giới thiệu với anh em luôn. Đây là một cái máy ký hiệu là dòng 20V, nhưng mà mình sẽ bỏ cái cục pin 18V vào để có thể test thử cho anh em. Và ngược lại nó cũng sẽ, nếu như mà anh em sử dụng cái dòng 18V, anh em sử dụng pin mà 20V nó cũng vẫn được nha anh em. Nhưng mà anh em nên lưu ý, trên thị trường hiện tại á, nó có hai dòng của thương hiệu Dewar, là một dòng là hàng sách tay và một dòng là hàng chính hãng có bảo hành tại Việt Nam. Thì anh em nên lưu ý và hỏi rõ những cái chỗ mà anh em mua hàng á, là bán cho anh em hàng gì, thì anh em sẽ được tư vấn kỹ, hoặc là anh em lựa những cái nơi uy tín để anh em có thể làm việc và mua hàng trực tiếp tại đó nha. Đây, khi mà gắn pin vào thì trọng lượng của nó thì nó cũng sẽ tầm khoảng cỡ 1,5 kg ha anh em ha. Thì cái này mình gắn cục pin 4A, anh em nào mà sử dụng gắn cục pin 2A vô thì nó lại còn càng gọn hơn nữa. Đây, thì bây giờ mình sẽ mở cái máy lên. Công tắc on off thì bây giờ mình sẽ chỉnh xuống cái tốc độ của nó sẽ là cấp độ 1. Công tắc on off nó ở đây. Đó, anh em thấy cái máy khi mà nó chạy nó rung. Mình chỉnh cấp độ 1 là cấp độ yếu nhất thôi nha, mà nó đã rung cũng khá là mạnh rồi. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh từ cấp độ 1 cho đến cấp độ 7 để cho anh em có thể cảm nhận được cái độ rung của nó, cũng như là cái mặt chà nhám của nó sẽ như thế nào. Thì mình sẽ để đây cho anh em xem thử cái độ rung là sao. Đây thì anh em thấy cái chu kỳ quay của nó sẽ là 2,8mm, cái chu kỳ rung đó nha anh em. Rung đó, nó vừa rung mà nó vừa xoay luôn. Nó vừa rung và nó vừa xoay luôn. Những cái mặt này là sẽ là những cái mặt nó sẽ hút bụi vào trong này. Thì nên nếu như mà anh em nào sử dụng cái miếng nhám á, anh em nên khoét những cái lỗ theo cái mặt dán dưới này nè. Anh em nên khoét những cái lỗ đó để anh em có thể cho cái mùn cưa hoặc là những cái bụi á, nó sẽ hút vào và nó sẽ cho vào cái túi ở đây. Đó, phần này sẽ là phần hút bụi. Rồi, bây giờ mình sẽ test lại cho anh em từ cấp độ 1 cho đến cấp độ 7 luôn nha. Sẽ tăng cái tốc độ nó lên. Đó, cái máy này đặc biệt khi mà anh em bấm off một cái thì cái máy nó ngừng liền, nó không có phải có một cái thời gian độ trễ gì hết, 1 đến 2 giây hay gì đó hết, nó vẫn ngừng, là nó ngừng liền luôn, thắng ngay lập tức luôn nha anh em. Đó, thì hiện tại cái dòng máy mà chà nhám rung, máy chà nhám rung tròn của thương hiệu Dewar với cái mã là DCW210N hiện tại đang có giá store thiết bị là 2.668.000. Thì nếu như mà anh em nào có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ với store thiết bị qua số hotline 078-6766-818 và lên trực tiếp store thiết bị luôn với trang web là storethiết.com để có thể mua hàng và đặt hàng nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu như anh em thích hãy like và share cái kênh của store thiết bị để nhận thêm những ưu đãi và chương trình khuyến mãi sắp tới nha. Cảm ơn anh em và hẹn lại anh em trong một cái video tiếp theo. Chào tạm biệt anh em.